Lời Chúa ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ 18 thường niên. Đường về đây vừa xa. chúa hoa kinh dân về lờii Chú ngày thứ ba sau Chúa nhật thứ 18 thường niên ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020 Thưa chị em hôm nay là ngày thứ ba đầu tháng 8 chúng ta bước vào tháng 8 với nhiều ngày lễ trọng Nhưng Chúa có đường lối riêng của Chúa Bắt đầu từ ngày 31 tháng 7 năm 2020 Vì virus corona lại bắt đầu xuất hiện trở lại và mạnh hơn Cho nên tại giáo phận Sài Gòn Các sinh hoạt tôn giáo đã tạm ngừng Các nhà thờ đóng cửa không có thanh lễ và chúng ta lại trở lại thanh lễ online Rồi đại hội La Vang cũng tạm ngừng cho đến năm 2021 Xin được hiệp thông với tất cả các nước trên thế giới Đang gồng mình với cơn đại dịch Corona những người Việt Nam, nhất là những người công giáo Việt Nam chúng ta và anh chị em ở giáo phận Sài Gòn theo lời mời gọi của đức tổng giáo mục chúng ta hiệp thông trong cầu nguyện trong hy sinh chỉ có hy sinh và cầu nguyện mới có thể diệt được virus corona này mà thôi vì con người cho tới bây giờ gần một năm trời trôi qua vẫn chưa tìm ra được vaccine mặc dù nước này nước kia lên tiếng rồi nhảy mừng nhưng mà cuối cùng cho tới bây giờ vẫn chưa có vaccine để ngừa virus corona và cũng chưa có thuốc nào để mà chữa trị cho những bệnh nhân nhiễm virus corona. Tất cả chỉ trông chờ vào quyền năng lòng thương xót so Chúa. Không có bác sĩ nào tài giỏi nhất trên thế giới dám vỗ ngực nói rằng tôi đã chữa khỏi cho bệnh nhân virus corona. Nhưng tất cả những phương tiện, những phương pháp mà sử dụng chỉ là để giúp cho người bệnh tự họ có đủ cái kháng thể để chống lại được cái virus corona. Nếu họ chống lại được bằng những phương tiện có những phương tiện hoặc nước muối hoặc là chanh hoặc gừng vân vân và vân vân thì cũng chỉ là hỗ trợ mà thôi chứ không có chữa được. Chính con người, sức con người mới có thể chống lại được mà sức đó không phải con người chống lại được mà phải có sức mạnh từ trời cao, từ quyền năng lòng thương xót của Chúa, chúng ta tin chắc chắn như vậy. Và thưa anh chị em, với việc đóng cửa tạm thời đóng cửa và ngừng những sinh hoạt tôn giáo, đóng cửa các nhà thờ tạm ngừng sinh hoạt tôn giáo, chúng ta lại nhìn thấy một cái dấu chỉ kỳ lạ, đó là tháng 7 không có lễ hội gì thì sinh hoạt tôn giáo bình thường trở lại nhưng đến tháng 8 là những ngày lễ lớn, bồn mạng của các nhà dòng rồi các đấng sáng lập dòng chúa cứu thế, dòng thánh thể, dòng đa minh, rồi bồn mạng của các cha sở, rồi ngày lễ đức mẹ hồn xác lên trời, toàn những lễ lớn và những lễ hội ấy thế mà lại ngừng chúng ta thấy chúa muốn gì đây phải đọc ra dấu chỉ chúa muốn thanh lọc chúa không muốn những cái gì nó quá hình thức nó quá nặng về phần trình diễn nó quá nặng về phần biểu diễn mà không có cái chiều sâu không có đi vào nội tâm chúa muốn thanh lọc thanh lọc mà nhiều khi nhẹ thì khó con người quen thói lại trở lại đường xưa lối cũ tạm mới mở cửa trở lại lại bắt đầu lễ hội lại bắt đầu ăn chơi lại bắt đầu rình rang lại bắt đầu những đoàn múa đoàn hoa đoàn kiệu cả mấy trăm người vân vân chú lại phải nhắc nhở mình hãy quay về quay về với lòng thương xót của ta quay về với niềm tín thác và quyền năng lòng thương xót của ta để không cậy dựa vào bất cứ một cái quyền lực nào trên thế gian này Đấy là tâm tình mà trong ngày thứ ba mùng 4 tháng 8 xin được gửi đến anh chị em với biến cố là virus corona xuất hiện chủng mới còn nguy hiểm hơn, lây lan nhanh hơn và khó phát hiện hơn rồi lại khó mà đề phòng hơn. Cho nên tha thiết xin anh chị em ở việt nam cũng như anh chị em ở khắp nơi trên thế giới dành thời giờ cách ly dành thời giờ mình không có đi ra ngoài để ở nhà không phí thời giờ dành thời giờ để mà nghe lời chúa suy niệm cầu nguyện mỗi ngày chúng tôi vẫn tiếp tục gửi đến cho anh chị em bốn món ăn tinh thần lời chúa tiếng việt tiếng anh hạnh các thánh chuyện đạo chuyện đời và kỹ năng sống sống đúng sống đẹp ngày chủ nhật thì có thêm trang thơ cho bạn trẻ xin anh chị em chúng ta đón nhận rồi chúng ta truyền đi cho người khác xe chia sẻ cho những người khác càng nhiều càng tốt vì với hoàn cảnh này chúng tôi nghĩ rằng hết năm nay có khi sang năm sau mới may gì mới hết được virus corona với điều kiện là con người phải quay về Đừng có ngoan cố Đừng có cao ngạo nữa Đừng có nói rằng là Phải chống lại với thiên nhiên Rồi cho rằng là Thiên nhiên là kẻ thù của đất nước Những lời cao ngạo đó Mưa 40 ngày mà vẫn chưa sợ Lại cho rằng là Thiên nhiên là kẻ thù của đất nước Kẻ thù số 1 Cả nước gom lại Súng lại để mà chống lại kẻ thù chung là thiên nhiên chống làm sao được thiên nhiên chỉ một cơn động đất thôi thì có vạn lý trường thành hay là đập nhất thế giới cũng sụp đổ tàn tành lịch sử thế giới đã chứng minh rõ ràng bao nhiêu thành quách bao nhiêu là những công trình gọi là công trình thế kỷ công trình để đời có cái nào để đời được không bao nhiêu thành phố đã chìm xuống đáy biển bao nhiêu là thành quách đã vùi dập ở trong cơn động đất. Thiên nhiên chỉ cần hắt hơi sổ mũi một cái thôi. Trái đất chỉ cần lắc mình một cái thôi, một cái khe nứt nó hở ra thôi thì nuốt chửng cả một đất nước là một chuyện nhỏ. Có cả tỷ người thì cũng trôi theo dòng nước, cũng cho không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào. Đừng cao ngạo nữa. Ta cầu nguyện cho những người có trách nhiệm trên thế giới Hãy biết khiêm tốn cúi đầu nhìn nhận quyền năng của Thiên Chúa để người dân được nhờ. Với tâm tình ấy mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa bài đọc 1 năm chẵn ngày thứ ba sau chủ nhật thứ 18 quanh năm. Sách ngôn sứ Jeremiah chương 30 câu 1, câu 2, câu 12, câu 15 và câu 18 đến câu 22 Jeremiah chương 30 Bài trích sách ngôn sứ Jeremiah có lời Đức Chúa phán với ông Jeremiah rằng Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này Ngươi hãy viết vào một cuốn sách tất cả những lời ta phán với ngươi Phải, Đức Chúa phán thế này Vết thương của ngươi hết đường cứu chữa Vết đòn của ngươi không thể lành được không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi ông nhọt thì còn có thuốc chữa chứ ngươi thì vô phương điều trị mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết chúng không kiếm tìm ngươi nữa vì ngươi đã bị ta đánh trọng thương như bị kẻ thù đánh ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị vì sự gian ác của ngươi quá nhiều và tội lỗi của ngươi quá nặng Ngươi kêu la vì thương tích của ngươi làm gì? Nỗi thống khổ của ngươi thật hết đường cứu chữa. Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều và tội lỗi của ngươi quá nặng mà ta đã xử với ngươi như thế. Đức Chúa phán như sau: Này ta sẽ đổi số phận của lều trại gia cốp và nhà cửa nó. Ta sẽ chặn lòng thương xót. Thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích dinh thự sẽ tọa lạc trên chính chỗ xưa. Từ các nơi ấy sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng. Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng không còn bị sút giảm. Ta sẽ làm cho chúng được vẻ vang, chúng không còn bị hạ nhục. Con cái nó sẽ lại được như xưa và cộng đoàn của nó sẽ đứng vững trước nhan ta. Ta sẽ sửa phạt mọi kẻ áp bức nó, thủ lãnh của nó sẽ từ nó xuất thân và người thống trị nó sẽ từ giữa nó mà ra. Ta sẽ cho nó tới gần và nó sẽ đến gần với ta. Sống ngôn của Đức Chúa Vì ai là kẻ, cả gan dám đến gần ta. Các ngươi sẽ là dân ta chọn và ta, ta sẽ là thiên chúa của các ngươi. Đó là lời Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 101 mời xem cùng đáp, chúa sẽ xây dựng lại Sion sẽ xuất hiện vinh quang rực rỡ, chúa sẽ xây dựng lại Sion sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. Bây giờ chư dân sẽ sợ uy danh chúa, mọi đế vương hoàn cầu uy kinh ngài vinh hiến, vì chúa sẽ xây dựng lại Sion sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu chẳng khinh thường lời họ nguyện xin chúa sẽ xây dựng lại sion và sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ điều này phải ghi lại cho đời sau được biết dân hậu sinh phải ca tụng chúa trời vì chúa đưa mắt từ tòa cao thanh điện từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần để nghe kẻ tù đầy rên xiết thờ than và phong thích những người mang an tư. Chúa sẽ xây dựng lại Sion, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. Con châu bể tôi sẽ an cư lạc nghiệp và dòng giống tồn tại trước nhan ngài. Rồi ra ở Sion, người người sẽ rao truyền danh thanh chúa tại Jerusalem ai nơi ngợi khen người khi mọi nước mọi dân tập trung về để thờ phượng chúa chúa sẽ xây dựng lại sion sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ hallelujah Alleluia. thưa thầy chinh thầy là con thiên chúa chinh thầy là vua israel hallelujah mình xem mở tin mừng thánh matthew chương 14 câu 22 đến câu 36. Matthew 14, 22 đến 36. Vì thứ hai đã đọc bài tin mừng này rồi, cho nên được lựa chọn một bài tin mừng khác, đó là tin mừng Thánh Matthew chương 15, câu 1 đến câu 2, câu 10 đến câu 14. Chúng tôi lựa chọn Bài Tin Mừng Thánh Matthew chương 15 câu 1 đến câu 2 và chương câu 10 đến câu 14 vì bài Matthew 14 chúng ta đã nghe hôm qua ngày thứ hai. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: "Sao muốn để ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?" Sau đó Đức Giêsu gọi đám đông lại mà bảo: "Hãy nghe và hiểu cho rõ, không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế." Bây giờ các môn đệ đến gần Đức Giêsu mà thưa rằng: "Thầy có biết không, những người Pha-ri-siêu đã vấp phạm khi nghe thầy nói lời ấy." Đức Giêsu đáp: cây nào mà cha của thầy đứng ngự trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi cứ để mặc họ họ là những người mù dắt người mù mù mà lại dắt mù cả hai sẽ lăn cù xuống hố đó là lời Chúa thưa anh chị em trong bài đọc một năm chẵn của ngày thứ ba sau Chúa nhật thứ 18 thường niên. Anh chị em nghe ngôn sứ Jeremiah nói khi mà đọc xong, tôi thấy lời ấy đang nói với chính tôi. Ngày hôm nay, lời ấy đang nói với chính mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Đấy là Đức Chúa phán thế này, vết thương của ngươi hết đường cứu chữa vết đòn của ngươi không thể lành được. Không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi, ung nhọt thì còn có thuốc chữa, chứ ngươi thì vô phương điều trị. Có những người nó quá cứng lòng, có những người nó quá hư thân, cũng có những người mà hết đường để mà dậy rồi. Ta bảo là mày vô phương rồi. Con của con nó vô phương rồi cha ơi Cờ bạc, rượu, chè, xì, kè, ma, túy Cái nào nó cũng dính hết tứ đổ tường rồi Rồi đó là bệnh tinh thần Bệnh thể xác Cả Sài Gòn bây giờ đang xôn xao Cả Việt Nam đang xôn xao vì Virus Corona xuất hiện trở lại mạnh hơn và từ Đà Nẵng biết bao nhiêu người đi đến đó du lịch rồi trở về mang theo virus corona. Và họ yêu cầu là tất cả những người đã đến Đà Nẵng thì phải khai báo y tế rồi phải tự cách ly ở nhà 14 ngày. Bây giờ cái virus này nó chủng hai này nó còn mạnh hơn là nó yêu cầu phải cách ly mươi 21 ngày không phải 14 mà phát hiện không ra sớm được như là virus corona đợt một nên nó còn nhanh hơn mà lại khó phát hiện hơn cho nên ai dính vào virus corona đợt hai này các bác sĩ đều nói vô phương vô phương cứu chữa chỉ có chờ chết thôi một là chờ chết hai là chờ chờ gì chờ phép màu họ không dám nói là quyền năng lòng thư xót của Chúa mà họ chỉ lên trên họ nói phép màu từ trời cao chứ họ không dám chỉ xuống đất vì chỉ xuống đất có các phép màu nào từ dưới đất đâu có phép màu nào họ không dám chỉ vào mình có phép màu nào xuất phát từ con người đâu mà chỉ lên trời trông chờ phép màu hết đường cứu chữa rồi ngày hôm nay thế giới này cũng đang dính vào cái con đường vô phương cứu chữa. Thực sự anh chị em cứ nhìn thử coi. Cũng gần một năm rồi. Bây giờ là tháng 8 rồi. Mà đại dịch nó phát xuất từ Hán Vũ Bên Trung Quốc. Hán Vũ hay Vũ Hán? Vũ Hán. Vâng. Vũ Hán ở bên Trung Quốc là từ tháng 12 cơ năm 2019 tới bây giờ nước nào cũng nói sắp có vaccine nước nào cũng bảo là đang thí nghiệm trên chuột với lệ trên người đủ thứ nhưng mà đã có được vaccine nào để chống được đâu đã có thuốc nào để mà trị được đâu cho nên ai dính vào là cũng vô phường cứu chữa mấy em ở bên úc có những người thân ở bên mỹ dính vào virus corona Bây giờ được khỏi rồi Và mấy người bên Úc mới dính Hỏi em đó, hỏi gia đình em đó bảo Thuốc nào vậy Chúng em chẳng có thuốc nào cả Chỉ có lòng tín thác Và quyền năng lòng thương xót Chúa Lần chuỗi lòng thương xót Chúa Mỗi ngày Cầu nguyện mỗi ngày Đó là phương thuốc duy nhất Vì cái lòng tin Sức mạnh của lòng tin Nó làm cho người bệnh ấy có đủ sức đề kháng mà chống lại cái virus corona. Dĩ nhiên là phải áp dụng những cái biện pháp bình thường theo sự khôn ngoan là cách ly là thế này là thế nọ là thế kia. Nãy trước giờ chia sẻ có em nói trời họ bắn cho con nhiều tin lắm bảo tin gì, đề phòng virus corona bằng cách này cách này cách này cách này cách này. Họ đưa ra biết bao nhiêu là những lời khuyên biết bao nhiêu là những cái phương pháp này phương pháp nọ phương pháp kia nhưng tôi nói với em đó cái quan trọng nhất cái cuối cùng tối ưu nhất người ta lại không bắn tin cho con đó là cầu nguyện và tín thác vào quyền năng lòng thương xót chúa cái đó mới là cái quan trọng cái đó mới là yếu tố quyết định mà người ta cứ cậy dựa vào sức mình cho nên Chúa nói vết thương của ngươi hết đường cứu chữa rồi Ung nhọt thì còn có thuốc chữa Chứ ngươi thì vô phương chữa trị Nếu mà con người họ cứ vẫn cứ cứng tin Cứ ngoan cố mà không tin vào lòng thương xót Chúa Và quyền năng của Chúa Như là những người Israel ngày xưa Thì lời của Chúa vẫn ứng nghiệm ngày hôm nay ung nhọt thì còn có thuốc chữa chứ ngươi thì vô phương điều trị mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết chúng không kiếm tìm ngươi nữa những người tình những người yêu bỏ mình hết rồi khi mình khỏe khi mình giàu có khi mình đẹp khi mình có địa vị thì nó theo còn bây giờ ngươi đã bị hết đường cứu chữa rồi Thử hỏi ai có muốn lại gần nữa không Này Cái ông kia đang ngồi với cô kia thân nhau lắm Thử coi Ông dơ cái dương tính ra coi Dơ cái kết quả mà khám nghiệm dương tính Hỏi cô có dám lại gần không cô Lắc đầu bỏ chạy mất chứ Thương mấy thì thương yêu mấy thì yêu chứ Khi đã vô phương cứu chữa rồi Thì chỉ có lòng bỏ, bỏ chạy thôi thì mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết, chúng không kiếm tìm ngươi nữa, vì ngươi đã bị ta đánh trọng thương như bị kẻ thù đánh. Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị vì sự gian ác của ngươi quá nhiều và tội lỗi của ngươi quá nặng. Đánh không phải là vì ghét mà vì yêu, vì thương sửa trị. Chờ trị vì, vì sự gian ác của ngươi quá nhiều và tội lỗi của ngươi quá nặng. Ngươi kêu la vì thương tích của ngươi làm gì? nỗi thống khổ của ngươi thật hết đường cứu chữa. Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều và tội lỗi của ngươi quá nặng mà ta đã xử với ngươi như thế. Thưa anh chị em, khi Chúa nói về lòng thương xót của Chúa với thánh nữ Phostena. Chúa vẫn nói là đây là giờ của lòng thương xót trước khi giờ của sự công thẳng. Mà nếu con người ta không tận dụng giờ của lòng thương xót thì đến giờ công thẳng, giờ mà Chúa ra tay, giờ mà Chúa sửa trị thì lúc đó người kêu la của vì thương tích ngươi làm gì? Nỗi thống khổ của ngươi thật hết đường cứu chữa ấy vì sự gian ác của ngươi quá nhiều và tội lỗi của ngươi quá nặng mà ta đã xử với ngươi như thế. Chúa đã dùng bao nhiêu cách thủa xưa nhiều lần và nhiều cách. Thiên Chúa đã dùng cách tiên tri để báo và sau hết này sai chính con một của ngài đến để loan báo tin mừng cứu độ để cho con người ta quay trở về mà đã hơn hai ngàn năm rồi. Con người ta vẫn cứ càng ngày càng lao đầu vào tội lỗi, càng ngày càng xa đọa, càng ngày càng ăn chơi, càng ngày càng hợm hĩnh, càng ngày càng kiêu ngạo, nhất trời. Cái gì cũng nhất thế giới, đập cũng nhất thế giới. Nhà cũng nhất thế giới, cao nhất thế giới, cái gì cũng muốn mình nhất thế giới, to nhất thế giới, mạnh nhất thế giới, khỏe nhất thế giới, giàu nhất thế giới, quyền lực nhất thế giới, cái gì cũng nhất thế giới và có một cái cũng tội lỗi tội ác nhất thế giới nữa Sẵn sàng hy sinh cả bao nhiêu triệu con người Để cho cái một cái cá nhân độc quyền bá chủ Không thương tiếc Mà cao ngạo đến mức độ mà dám nói rằng là Thiên nhiên là kẻ thù số một của đất nước Và toàn dân cả nước là Một lòng Trung sức chống lại với thiên nhiên là kẻ thù số một dám cao ngạo như vậy Cho nên tội ác của ngươi quá nhiều Tội ác của ngươi quá nhiều Cho nên chính vì vậy mà ta phải sửa trị Cho nên anh chị em thấy biết bao nhiêu biến cố xảy đến trên thế giới này Lũ lụt mưa cả 40 ngày, 50 ngày Nhắc nhở như thế mà vẫn không tỉnh ngộ ra Rồi virus corona nó đến như thế Mà cũng không tỉnh ngộ mà cũng còn đi biểu tình rồi bạo loạn rồi đập phá rồi cướp bóc rồi giết chóc toàn là những cái người mà chính trị những người mà xúi dục xúi bẩy những người dân làm loạn để mà lợi dụng còn những người mà làm cái chuyện đó thì hùa theo để lợi dụng cái tranh tối tranh sáng đó mà hôi của để mà cướp bóc để mà cướp dịch làm thì không làm anh em thấy tội ác càng ngày càng chất đầy cho nên Chúa phải dùng những cái phương tiện ấy để nhắc nhở con người hãy mau quay trở về. Mà nếu họ quay trở về thì lòng thương xót của Chúa đời đời không bao giờ bỏ rơi. Nay ta sẽ đổi số phận của liều trại Gia Cóp và nhà cửa nó. Đức Chúa phán như sau, ta sẽ chạy lòng xót nhớ bằng đó chữ Chúa nói ta sẽ chạy lòng xót thương Không bao giờ mà Chúa bỏ con người Dù con người ta có bỏ Chúa Dù mình có chứng kiến được rằng là bao nhiêu người yêu mình Bao nhiêu người mà đi theo mình Bao nhiêu người ủng hộ mình Bây giờ họ quay lại họ chống mình Họ quay lại họ nói xấu mình Họ quay lại họ chống lại cái đường lối của mình nhưng chúa vẫn không bao giờ bỏ ta đâu cho nên cuộc đời của tôi tôi vẫn nói với những người mà chống đối tôi hoặc là họ nói rằng là cha ơi người này nói thế này nói xấu thế này nói xấu thế nọ chống đối này chống đối nọ chống đối kia rồi nói ra thế này ra thế khác tôi nói tạ ơn chúa vì những gì họ nói những gì họ chống như gì họ mà bêu xấu Mới có một phần ngàn Tôi còn xấu gấp vạn lần như vậy Tôi có tốt lành gì đâu Họ nói xấu cha Thì tôi vốn xấu mà nói cái gì nữa bây giờ Tôi có tốt lành gì đâu Mà lòng thương xót của Chúa Xót thương cái đứa tội lỗi như tôi như thế này Chúa đã nhìn thấy tôi là nói rằng Trần Đình Đông ơi Vô phương cứu chữa Tôi cũng nói với Chúa Chúa ơi con cũng vô phương rồi Hoàn toàn surrender Hoàn toàn give up Hoàn toàn bó tay Con không làm gì được nữa Vô phương rồi Chúa ạ. À. Chúa bảo vậy thì để đó cho ta Công cuộc lòng thư xót Là công cuộc của ta Không phải của con Ta bảo con làm thì con cứ làm Ta cho phép những cái sự khó khăn Sự giữ nó xảy đến để cho con thấy rằng đó là công cuộc của ta và để thử coi con còn tín thác vào quyền năng lòng thương xót của ta hay không hay là con tin tưởng vào người thế gian con chạy theo người thế gian con lấy lòng người này con lấy lòng người nọ không bao giờ làm hài lòng mọi người đâu đừng có buồn khi mà người này buồn người kia mất lòng người kia phật lòng cái gì hợp với họ thì họ hài lòng cái gì không hợp với họ cái gì họ không thích thì họ không hài lòng cái mà họ không hài lòng chưa chắc đã là đúng cái mà họ không thích chưa chắc đã là hay cho nên họ không thích họ không hài lòng chuyện của họ chuyện của thế gian chú nói fosterna con đừng tìm hài lòng mọi người Điều duy nhất con phải tìm đó là Làm hài lòng Thiên Chúa của con Mà muốn làm hài lòng Thiên Chúa của con Thì con phải chấp nhận là Đi vào con đường đau khổ Con đường thử thách Con đường sửa trị Cho nên mỗi khi gặp khó khăn Mỗi khi gặp thử thách Tôi đấm ngực tôi và nói lạy Chúa Đó là lỗi của con Đáng tội con rồi Chẳng oan ức gì hết Người ta nói vậy, người ta xử như vậy là đáng rồi. Con đâu có tốt lành gì đâu. Cho nên là xin Chúa thương tha thứ cho con. Xin Chúa xót thương con. Lúc đó Chúa cười nói với tôi rằng ta sẽ chạy lòng xót thương. Chỉ cần Chúa chạy lòng xót thương thôi. Còn thiên hạ mà thưa anh chị em. Nay thì họ chạy lòng thương Mai thì họ lại ghét bỏ mấy hồi Thành sẽ được dựng lại Dinh thự sẽ tọa lạc lại Từ các nơi ấy sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng Ta sẽ cho chúng được vẻ vang và không còn bị hạ nhục nữa Ta sẽ xử phạt mọi kẻ áp bức nó Nhớ Ta sẽ xử phạt mọi kẻ áp bức nó mình có quyền, có thế áp bức người khác. Người ta cô thân, cô thế, người ta thấp cổ bé miệng, người ta không làm gì được. Mình tưởng mình đắc thắng ư. Mình có người chống lưng, rồi có ô dù che. Mình tắc oai, tắc quái, mình muốn làm gì thì làm. Ngoài đời mình làm như thế, rồi trong đạo mình cũng cứ theo cái đà đó mình làm. Cứ cậy quen biết ông này, cha nọ, đứng này đứng nọ đứng kia cứ cậy rằng mình giữ vai trò này vai trò nọ vai trò kia chức vụ này chức vụ kia rồi mình làm càn làm bậy rồi mình áp bức dân lành rồi mình chèn ép những người thấp cổ bé miệng rồi mình làm khổ những người giáo dân của mình coi chừng ta sẽ sửa phạt mọi kẻ áp bức Ta sẽ cho nó tới gần và nó sẽ đến với ta. Ai là kẻ cả gan dám đến gần ta? các ngươi là dân ta chọn, ta là Thiên Chúa của các ngươi. Mình có nhận Chúa là Chúa của mình hay không? Chúa luôn luôn coi mình là dân được Chúa chọn. Chúa luôn mời gọi chúng ta là con cái của lòng thương xót Chúa. Ta có nhìn nhận Chúa là Chúa của lòng thương xót không? Điều đó là điều mà mỗi người tự do để suy nghĩ và lựa chọn vì nếu mình nhận Chúa là Chúa của lòng thương xót thì mình sẽ có lòng xót thương anh chị em mình không có thái độ như là những người Pharisêu như là những người kinh sư đến gặp Chúa Giêsu đến gặp Chúa Giêsu không phải để nghe Chúa giảng dạy không phải để thấy được những điều kỳ diệu Chúa làm nhưng mà đến gặp Chúa Giêsu để mà tranh hơn tranh thua với Chúa đến gặp Chúa Giê-xu để mà bắt bẻ. Sau muốn để ông vi phạm truyền thống của tiền nhân không chịu rửa tay khi dùng bữa. Việc mà rửa tay trước khi dùng bữa là một cái nghi thức của người Do Thái. Cái nghi thức, cái nghi lễ vậy thôi. Nó không phải là vệ sinh mà trước khi ăn phải rửa tay. Và nhất là nó không phải như bây giờ là để đề phòng virus corona. Là luôn luôn đi đâu về cũng phải rửa tay mà phải rửa bằng đúng cách phải xà bông rửa mấy lần sau đó mới xả nước rồi đi đến đâu là phải cầm theo một cái chai nước gì đó nước tẩy trùng hay tiệt trùng gì đó rồi lúc đi đến đâu là phải xịt rửa đó cũng phải là vệ sinh nhưng mà đó là cái nghi thức Nó là cái nghi thức mà đã là nghi thức thì nó phải diễn tả cái gì bên trong còn nếu không thì nó là hình thức nó là giả tạo khi tôi thực hiện một cái nghi thức nào thì cái nghi thức ấy phải diễn tả cái nội dung bên trong phải diễn tả lòng tin lòng cậy lòng mến của tôi thì cái nghi thức đó mới gọi là có hồn còn nếu không gọi là vô hồn nếu không gọi là biểu diễn chứ không phải là diễn nguyện diễn nguyện là những cái diễn ra bên ngoài nó biểu hiện cái lòng tin lòng mến lòng cậy bên trong lòng tín thác bên trong có cái gì đó nó sâu hơn là một buổi trình diễn mà ta quá chú trọng vào những cái trình diễn quá chú trọng vào những cái biểu diễn quá chú trọng vào nghi thức quá chú trọng vào cái bên ngoài thích rầm rộ thích cờ quạt thích chống phách thích hình thức nói không nghe chúa làm cái rục chỉ cần một hai người có dương tính với virus corona là bao nhiêu nghi lễ bao nhiêu sự chuẩn bị đại hội hoành tráng Tập thành cả bao nhiêu tháng trời, Tan thành mây nước hết, Xin thông báo, Đóng cửa, Hẹn sáng năm, Chúng ta thấy năm, Tôi nhìn lại tôi thấy, Mùa chay, Mùa phục sinh là những ngày lễ, đấy. Rất lớn, Rồi tới tháng năm, Tháng hoa cũng rất lớn, Chú cho, Đóng cửa hết, Tất cả, Đi hết vào chiều sâu, Và nội tâm, Không hình thức, không biểu diễn, không có cái gì bên ngoài hết. Đến tháng 7 không có lễ nghi gì thì lại thoải mái. Rồi đến tháng 8 sắp tới những cái nghi lễ, những ngày nghỉ lễ lớn lại bắt đầu đợt hai virus corona. Bao nhiêu người chuẩn bị cho đại hội thế này, đại hội thế kia thông báo See you again 20, 21 sang năm. Ta thấy nếu mà mình cứ tiếp tục như vậy thì Chúa phải dùng biện pháp mạnh để sửa trị thôi để làm sao con người ta mỗi ngày phải bớt đi những cái màu mè, bớt đi nghi lễ, bớt đi những cái hình thức, bớt đi những cái trình diễn mà xoáy vào đời sống bên trong bằng việc là lắng nghe lời Chúa mỗi ngày, bằng việc lắng nghe các thánh để bắt chước gương các thánh bằng cách là nhìn vào những lời khôn ngoan những người sư dạy dỗ mình để có một cuộc sống đúng sống đẹp đó là sống lòng thương xót Chúa phải đi vào dù sâu thôi cho nên cái mơ ước của chúng tôi là có một nơi để người ta có thể đến cầu nguyện 24 trên 24 có một nơi để người ta có thể đến bất cứ lúc nào có thể xưng tội được nơi vườn hoài giải có nhà chầu thánh tài 24 trên 24 có một nơi để người ta có thể đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa riêng mình và đại diện lòng thương xót Chúa qua lời kinh, qua tiếng hát, qua đời sống trầm lắng nội tâm và ra đi để thực hành lòng thương xót của Chúa. Chết thì chết, tôi vẫn cứ phải mơ cái đó. Mơ một nơi, muốn gọi tên gì thì gọi, nơi nghỉ dưỡng lòng Chúa thương xót. Khu nghỉ dưỡng lòng thương xót Chúa, khu tĩnh tâm, khu tĩnh tâm cũng được phải có một nơi để cho người ta chú trọng đến nội tâm nhiều, mà bớt đi cái nghi lễ, bớt đi cái hình thức, và khi chúa thấy được cái lòng dạ của những người kinh sư và pharisêu đến gặp chúa mà bắt bẻ chúa như vậy, thì chúa gọi đám đông lại mà bảo, tôi thấy những cái người kinh sư luật sĩ này muốn đôi co đối chất với chúa, muốn vặn vẹo chúa không thèm đối chất với những cái người đó, tại vì họ không có thành tâm, không có thiện trí, không có thiện ý để đến để hỏi, mà đến để bắt bẻ, mà bắt bẻ thì có bao giờ họ chịu thua, cho nên Chúa không có đấu lý với những con người như vậy. Thầy, anh em học cái đó đi. Những người mà cứ thích bắt bẻ, cứ thích đấu lý, cứ thích khoe mẽ, cứ thích chứng tỏ mình đây là rành luật này, giáo luật rồi luật phụng vụ rồi bắt bẻ này bắt bẻ kia đừng có đối chất với họ chỉ cho mệt mà quan tâm đến đám đông cho nên đức giêsu gọi đám đông lại mà bảo hãy nghe mà hiểu cho rõ không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế nhưng cái từ miệng xuất ra mới làm cho con người ra ô uế những cái từ bên trong con người xuất ra mới làm cho con người ra ô mình rửa tay để mà khỏi ô uế cái bên ngoài cái tay mình dơ mình rửa nó chỉ là vệ sinh thôi nó chỉ rửa cái tay sạch thôi nhưng mà cái lòng không sạch thì có rửa tay một trăm lần cũng vô ích anh có thực hiện bao nhiêu nghi lễ trang trọng tốn kém rầm rộ nhưng không có cái bên trong không có cái nội tâm không có lòng thương xót thì tất cả những cái nghi lễ ấy, cái hình thức ấy vô ích hết. Cho nên không phải cái từ bên ngoài vào miệng làm con người ra uế mà từ miệng con người phát xuất ra. Mà miệng con người phát xuất ra ở đâu mà nó ra? Từ cái đầu, từ cái suy nghĩ của mình. Mà từ cái đầu cái suy nghĩ mình từ đâu ra? Từ cái tâm của mình. Cái tâm của mình gọi là tâm độc địa này nó độc địa lắm ác tâm lắm, nó dã tâm lắm thấy chưa thế bảo đồ ác tâm đồ dã tâm thì từ cái ác tâm từ cái dã tâm đó nó đẩy lên những cái suy nghĩ tiêu cực nặng nề sai quấy rồi xét đoán rồi kết án và mở miệng ra là nói hành nói xấu xuất từ miệng con người ra những cái xấu xa dơ bẩn khi mình phán xét anh em mình khi mình kết án anh em mình khi mình phê bình khi mình chỉ trích khi mình nói những cái điều tiêu cực đó những cái đó mới làm con người ra ô uế cho nên thưa anh chị em khi chúng ta nghe một người nói xấu một người thì anh chị em biết rằng họ đã nói xấu người khác trước mặt mình thì họ cũng sẽ nói xấu mình trước mặt người khác vì thế chúng ta gặp những con người mà nói xấu người khác tôi không bao giờ muốn nghe và tôi trả lời rõ là tôi không muốn nghe đừng nói với tôi điều đó hoặc là nhắn tin hoặc là email hoặc là facebook mà lôi những cái xấu của người khác nói với tôi hay là những cái điều tiêu cực của cộng đoàn những cái điều mà Um, um, bi quan những cái gì mà một chiều tôi không bao giờ muốn đọc muốn nghe muốn thấy không có lợi ích gì nó làm cho những con người có tâm hồn đơn sơ dễ bị nhiễm độc làm cho những người đang là hồn nhiên bị đầu độc làm cho những người đang trong trắng trong sạch đó bị ô nhiễm cái đầu của họ rồi bắt đầu họ mới suy nghĩ tiêu cực rồi họ buồn, họ chán, có người thất vọng, chán nản, bỏ đạo, bỏ luôn cả cầu nguyện, bỏ luôn cả sinh hoạt. Chỉ vì họ nghe được những cái lời nói xấu, phê bình, chỉ trích, họ nghe được những cái gì tiêu cực mà những con người mà làm những cái việc đó thì mình phải biết rằng là những cái xấu đó từ trong mình phát xuất ra. Xin Chúa cho mỗi người chúng con được nói gương Chúa Giêsu đứng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót nếu cần thì sửa trị nhưng luôn chạy lòng thương xót xin Chúa cho con được nghe lời của Đức Giáo Hoàng Phan Cô là tẩy rửa không phải là virus corona mà là tẩy rửa tâm hồn của mình tẩy rửa đầu óc của mình không còn những suy nghĩ tiêu cực những suy nghĩ sai quấy những suy nghĩ không đúng về người khác để nói hành nói xấu phê bình phê phán chỉ trích tất cả những cái đó làm cho toàn con người ra ô ế từ suy nghĩ đến lời nói đến hành động xin chúa lấy máu và nước từ trái tim chúa rửa sạch đầu óc suy nghĩ xấu của con rửa sạch môi miệng con để con luôn luôn biết nghĩ tốt nói tốt và làm tốt cho anh em của mình đó là con đang thực hành lòng chúa thương xót amen Tìm một giáo điểm lòng thành kính dâng lời kinh con tin yêu tin thang môn đời cung hiến không lấy không đang cầu nguyện dâng lời kinh lên mẹ mắn tôi chiều chiều hoa dẫn lời kinh lần đe mắn tôi chiều chiều hoa hương nga cộng đồng chuối hoa thiên kinh sơn bề mẹ cùng viếng thông đen công đang cầu nguyện dẫn lời kinh lần đe mắn tôi, chiều chiều hoa ở nga